thì bây giờ chúng ta còn làm lại một cái tập vé cuối cùng cho tay người đẹp Lube, còn một đống vé luôn, nãy giờ không bán. Ủa Luna, trời đất ơi, con Na với con My lộn hoài. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi, để tôi thấy đời đang sống đôi khi có khi không. Hãy cho tôi nụ cười là lời, nói với tôi rằng em rất vui, để tôi thấy bằng hình bóng đôi khi có khi không. Nước mắt con này 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 này con chạy trốn còn số 4, còn số 4, còn số 4, còn số 4, số đầu tiên còn số 4, còn số 4, còn số 4, còn số 4, còn số 4 mấy gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì ra. Giao ơi vì sao nỡ đánh tâm, duyên kia ban đầu ai đã trao, không yêu nữa sao trao ngọc quý, không yêu nữa thôi sao nỡ đành dèo khổ đào. Bốn mười sao, bốn mười sao, bốn mười sao mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì đây, số gì đây. Em viết tên anh trên lá trên hoa, em viết tên anh trên chiếc Yamaha, em viết tên anh trên chiếc Corolla. Con số ba, 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 con cờ gì đây, mấy gì ra, mấy gì đây, số gì đây, số gì đây, mấy gì ra. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha, những bà mẹ cha trong trẻ đùa sống dưới, rung rung môi cười như thuở còn đôi mươi. Còn ba mươi đây, còn ba mươi, còn ba mươi, còn ba mươi, còn ba mươi, còn mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Chiều về chậm 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 hiu quạnh trên cành bao tơ liễu kéo nhau chạy xuống hồ. Sao mấy sáng bay bay làm tôi thấy quanh tôi và tất cả một trời chiếc đăng xô. Sáng nay vô số lá vàng rơi, người trinh nữ ấy đã xa lìa cõi đời. Có một chiếc xe màu trắng đục, năm con ngựa trắng xếp thành mà hàng, năm con 25, 25, 25, 25 là tấm vé cờ hình. Có chưa chị ơi? Giơ tay giùm em cái chị. Có kênh chưa ạ? À? Chưa. Trời, do à số tiếp. Mấy gì đà, hey, mấy gì đà, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đà. Qua phép bàn tay là Như Lai mà thần trưởng, cái mặt à bóng lưỡng là cái mặt mà quýnh kem, cái mặt à tèm lem là mồ hôi nó đổ, cái mặt lủng rỗ là phải đi lăng kim, nhưng nó vẫn y nguyên 40 nguyên, nguyên 40, còn 40, còn 40. Hai gì đây, 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 hai gì đây. Thôi thôi ba ơi, thôi thôi nàng ơi, cây đôi nhịp cầu, cây đôi nhịp cầu. Bà ơi có biết, nàng ơi, nàng ơi có biết, tim tôi ngày bà lên xe qua, làm đẹp lòng mẹ cha cho tình duyên đôi ta cánh kia đành sao. Hai mươi sao, hai mươi sao, hai mươi sao, hai mươi sao, hai mươi sao. Có ai đợi chưa? Mấy gì đây, đợi hàng mấy anh? Đợi hàng năm hả? Mấy gì đây, số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Tôi xin kể ra đây, ở lâu cầu tạm thời. Sao anh có ba chú răng ơi là chế bảy lộ chứ còn ai? Với các thành viên trong đoàn toàn trai đẹp với nhiều gái xinh. Còn số chín, còn số chín, còn số chín. Mấy gì đây, mấy gì ra, còn số 9, còn số 9, còn cờ gì đây, mấy gì đây. Hãy cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười, tôi xin dâng vòng tay gọi mời. Người hỡi người xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào. Còn 50 sao, 50 sao, 50 sao, 50 sao, 50 sao, 50 sao. Mấy gì ra, mấy gì ra, An Giang có lòng xuyên mặn mà, ai đi châu đất nhớ ghé qua dĩa bà, về tình đi nhớ thương em hả em. Chiều trên đồng ruộng xanh áo ba ba em dịu hiền. Cái đầm thôi, cái đầm thôn nô ơi nhắn ai đôi câu, người em chưa mới tân châu. Không, quê chị Cà Mau, quê chị Cà Mau. Kệ chị,
Nếu có về quê hương đất miền Tây, nhớ thương em nhiều, người em nơi núi Sam. 58 được kêu gì đây, số gì đây, con hai gì đây, hai gì đây, nhà hát anh ơi. Quanh ơi, anh Dương. Không, chị là Lách. Chị Siêu Plus. Em đang làm gì đó Quanh? Ăn chân gà hả? Em ơi đang bãi mưa ngâu có cầu tước trên dãy ngân hà trực nữ hội ngưỡng ngứa lên sau bao năm dài xa vắng. Quý vị thấy sao ạ? Quý vị thấy sao ạ? Hôm nay Lách hát giọng cổ được không ạ? Mai mốt chỉnh thể luôn nha, hát giọng cổ luôn nha quý vị. Quên. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mộng, khóc hận vì ai gây cảnh đắng cay. Để giờ đây anh sống kiếp đơn côi, biết về đâu cái đường tương lai. Mịt mù tăm tối mà lối đi về không có ngày mai, vì người ta cướp đi đôi mắt của ông. 20 không, còn 20, còn 20 là chiếc lá cờ hên. Vẫn chưa được kêu. Và bây giờ 20 đã có chủ nhân may mắn nha. Xin mời khán giả mình khoan bôi xé tờ vé. Và khán giả nào đoạt giải với ta mạnh dạn bước lên sân khấu cùng nhau kiểm tra lại. Và khán giả ơi, những tờ lá vé đầu tiên mà chúng ta chưa có may mắn đoạt giải, chúng ta nhớ quay lại mặt sau tờ lá vé. Chúng ta ghi họ và tên cùng với số điện thoại của mình để vòng loại sau cùng chúng ta sẽ được bốc ra một lá thăm may mắn dành tặng phần quà đặc biệt cho tất cả quý vị khán giả mình nhé. Và ký hiệu tờ lá vé vòng loại 692, con số vừa kêu 20. Dạ có. Số 9. Dạ có luôn. 30. Dạ có luôn. 58. Dạ có luôn. Chủ nhân hợp lệ. Chủ nhân thứ 2, 1112. 20. Dạ có. 30. Dạ có. 58. Dạ có. Số 9. Dạ có luôn. Dòng loại này có hai chủ nhân may mắn nha. Chúng ta sẽ được nhận trước mắt là một con gấu Pikachu lấy vốn. Chủ nhân thứ 3. 665. 20. Dạ có. 30. Dạ có luôn. 58. Có luôn. Số 9. Có luôn. Và dòng loại này có ba chủ nhân may mắn nha. Chúng ta sẽ được quay số ai lớn nhất, chúng ta sẽ nhận qua gấu to. Rồi bây giờ tiếp tục ủng hộ cho dòng loại mới với tiền vẫn là 10.000 đồng nha. Anh chị tham gia tham dự để chúng ta có những phần quà cầm trên tay ngay từ bây giờ luôn. 10.000, chúng ta còn một vòng loại đặc biệt nhận qua một chiếc điện thoại Samsung Galaxy App 20. Chưa. Rồi xong chưa? 49 nè. Và bây giờ đã tìm ra được chủ nhân may mắn cho dòng loại này. Xin mời các nhà mình nhớ đầu tư tiếp tục nha. Đêm nay là xuất hát đặc biệt cuối cùng trong tuần của đoàn, các nhà mình nhớ ưu ái ủng hộ. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ là vòng loại tiếp theo và lấy vé chơi có 10.000 đồng quý vị. Và Lộ Lộ cũng xin nói thêm về dự án sắp tới của đoàn tại tất cả các trường đại học, thì rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình. Kính thưa quý vị, hiện tại thì Loto vẫn chưa được thừa nhận là một loại hình văn hóa, cho nên là cái việc mà mình làm một cái live concert thì như trên tất cả các trường đại học cũng sẽ rất là khó để xin. Cho nên rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ chương trình để chúng ta sẽ có được một cái trò chơi văn hóa dân gian được công nhận, và nó là một cái nét đẹp văn hóa dân gian chứ không phải là một cái trò gờ bạc quý vị nhé. Như quý vị đã thấy đó, em hôm trước em có thử làm một cái khảo sát ở trên bay của đoàn đó, thì Loto bây giờ là một cái trò chơi dân gian hay là một loại hình cờ bạc, thì vẫn có 3% trên 100% xem đây là một cái loại hình cờ bạc trúng thưởng quý vị. Đó là cái điều mà chúng ta chưa có thể thay đổi hoàn toàn được. Có nghĩa là cho nên là Lộ Lộ cũng rất là mong với công sức nhỏ của mình thì cũng sẽ thay đổi được cái suy nghĩ của tất cả mọi người để Loto có thể đến gần hơn với tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là tất cả quý vị khán giả trẻ chưa bao giờ biết đến Loto như thế nào. Và qua đó thì hình ảnh của những người hát Loto, những người chuyển giới cũng sẽ được hỗ trợ rất là nhiều. Như quý vị đã biết, những người hát Loto thì rất là khó khăn trong cuộc sống, về già thì không có nơi nương tựa neo đơn nữa, cho nên là cái công tác mà thay đổi hình ảnh của những người hát Loto cũng sẽ rất là quan trọng.